Xin chào anh em nhé. Thì hôm nay em tiếp tục lên một ít cân này, cân từ Nhật về nhé anh em. Thì ở đây có một con máy này, con máy này là của hai con mã số 8 và số 9 của video trước, nhưng video số 17 nhé anh em. Thì qua đây cũng nói chuyện với anh em luôn một chút này. Con máy này hôm trước em là báo giá như có số 8 và số 9 có người mua rồi, có người chốt rồi, nhưng mà sau quá trình vệ sinh kiểm tra là máy có vấn đề anh em. Đây anh em nghe tiếng kêu, con này nó bị mòn nhông nhé anh em, mòn nhông do người ta dùng lâu ngày ấy mà hết dầu mỡ nên người ta không vào thì nó bị mòn nhông, và cái tiếng kêu đó, cái kêu gào là phát ra từ nhông nhé anh em. Thì em xin phép được hủy đơn số 8 số 9 của hai anh nhé, hai anh có xem video thì cũng thông cảm cho em nhé. Xin phép tự động hủy đơn ạ. Đấy, hàng bên em bán ra là hàng lỗi, là không bao giờ bán ra bên ngoài cho khách nhé anh em, để tháo lấy phụ tùng nhé, không bán nhé. Có bán thì cũng phải bán giá rẻ chứ không, con này nó bị tình trạng như này không, sẽ không có giá như thế, cho nên anh em thông cảm nhé, thông cảm cho em. Con số 8 số 9 hai anh đã chốt video trước nhé, thông cảm nhé. Rồi em đi vào cây đầu tiên này. Cây đầu tiên là một cây ISO dây trong nhé anh em. ISO dây trong của Daiwa này. Đọt 1.5 độ, độ dài là 5,3 này. Bát của Daiwa và titanium nhé anh em. Titanium này. Đấy, bát titanium nhé. Cần còn rất là đẹp anh em ạ. Có xước 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 dăm dăm ở gốc thôi. Đây tem vàng nhất này, Made in Japan nhé. Đây qua HZIL này. 1.5 dài 5,3 này. Inner line. Khoen dẫn xích nha anh em. Chỗ này nó bẩn này. Chỗ này nó bị bẩn nhé, không phải xước nhé. Toàn bộ khoen dẫn xích nha anh em. Các lóng trong rất đẹp này, lóng bên trong rất là đẹp. Các lóng trong rất là đẹp này. Đấy thì cây này nó có trọng lượng là 185 g, rất là nhẹ anh em ạ, nhẹ rất rất nhẹ so với cây ISO. Đọt là 3 ly nhé anh em, đọt 3 ly này cho anh em săn hàng này, đọt 3 ly nhé mà khá dẻo ấy. Đọt của ISO dây trong bát titanium nhé, bát đời mới. Thì cây này mã số 1, mã số 1 có giá là 2 triệu nhé anh em. ISO dây trong này mã số 1 có giá 2 triệu này. Cây số 2 là một cái cần fly nhé anh em. Fly mà cây này cái chỗ chặn cái nút vặn ở bên dưới bát nó mất rồi này. Anh em có về thể về chế căn gỗ vào nhé. Cho anh em câu suối câu máy fly này. Cần rất đẹp nhé. Cần này thông số đây. Thông số của nó đây, anh em nào hiểu về cần fly thì nhìn thông số nhé. Em cũng không rành về cái môn này, nó môn này không phổ biến ở Việt Nam lắm nhé. Đấy. Cần này khá là đẹp anh em ạ. Thì cây này có chiều dài là 2,4 m nha anh em. 2,4 m. Hai mét tư, trọng lượng của nó là 80 g, chiều dài 2,4 m, bị mất cái cán dưới chặn cái bát vặn nữa nha anh em, còn bát vẫn sử dụng bình thường, toàn bộ là bình thường hết nhá. Anh em về chế cái cán này chụp vào đây này, xong đi keo lại là ok. Thì con này gửi đến anh em với giá là 350.000 nhá, cần carbon nha anh em. Cây fly này
Mã số 3 là một cái cần dây trong của Daiwa. Phần này người ta bọc cái thông số rồi nha anh em, người ta bọc cái lớp màng co nhiệt này. Đấy, bắt máy của Daiwa cần nó hơi bẩn, em chưa vệ sinh được. Cần dây trong này, inner line này. Đây, đây bẩn keo này. Bẩn keo chưa vệ sinh nữa nha. Tem vàng này. Cần này khá là đẹp anh em ạ. Màu trắng 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 sữa nhá. Cần khá là đẹp. Cái độ dài khoảng 36. Cây này dài 3 mét rưỡi nha anh em. Dài 3 mét rưỡi, độ cứng khoảng 50 này. Dài 3 mét rưỡi, độ cứng khoảng 50, trọng lượng là trọng lượng là 390 gram. Trọng lượng là 390 gram nha anh em. Thì đường kính lót của nó là 2 ly 8 nhé. Khoan dẫn là khoan dẫn xích nha anh em. Đường kính lót 2 ly 8, đường kính gốc là 25 nhé. 2 cm rưỡi. Thì cây này mã số 3. Mã số 3 có giá 700.000 nhé. 700.000. Mã số 4 này là một cái cần dây trong của Daiwa tiếp. Bắt máy Fuji này. Daiwa Homeplug này. Homeplug. Độ dài là 3,1 m. Độ cứng 50. Cây này phù hợp cho anh em đánh làm C nhá. Hàng của Hàn Quốc xuất Nhật này. Đánh làm C hoặc là câu ngâm tôm sống. Cây này khá là cứng nhé. Câu bom mè được nhé anh em. Câu luôn bom mè này. Hoặc là anh em để về đánh lúc gần bờ cũng được. Câu cá tra cũng được luôn nha anh em. Câu cá tra cũng được. Cứ xỏ dây vào là chơi, là ném mồi thôi, chứ ở bên nước ngoài người ta vẫn dùng cần dây trong, người ta lua câu lua bình thường nha, ném mồi mười mấy gram vẫn ném được nha anh em. Chính như vậy anh em nói là quan trọng là nó không dây, nó không đi xa, nhưng mà nó em thấy ném nó cũng đi xa nha anh em. Thì này, cái này mã số 3 nhé, mã số 3 à, mã số 4. Mã số 4 có giá là 700.000. Mã số 5 này. Mã số 5 là một cái cần tay nhé. Một cái cần tay dài 6,3 m này. Tem nội địa Nhật nha anh em. Dài 6,3 m này. Nó mới hơi bị mờ thông số nha anh em. Chất liệu là carbon nhá. Carbon này. Carbon xoắn như vần chìm nhá. Các lóng cũng khá là đẹp và ít xước. Thì cây này có độ cứng khoảng 2,5 h nha anh em. Trọng lượng của nó là 180 gram. Đường kính đọt là một ly nha anh em. Đường kính gốc tay cầm là 21. Đường kính đọt một ly, đường kính gốc tay cầm là 21. Độ cứng khoảng 2,5 h cho anh em câu giết chép, câu rô phi. Dài 6,3 m. Một cây cần nội địa của Nhật. Cây này có giá là 800.000 nha anh em. 800.000 mã số 5 nhé. Mã số 6 này là một cây cần giả trúc. Dài 5,4 m nhé. Số lóng là 11 này. Chiều dài thu gọn là 57 cm này. Đọt là 0,6 mm này. Gốc là 22,2 này, tỷ lệ carbon 98% nhé. Thì cái này thích hợp cho anh em bỏ vào túi để đi câu cho nó gọn này. Đấy, cần giả trúc rất là đẹp anh em ạ.
chất liệu carbon. Thông số ở trên này nhá anh em, thông số này cân này cứ nó độ cứng khoảng 2H thôi. Cho anh em câu cá nhỏ nhá, câu cá giếc, cá chép, cá thác lác. Đấy, chất liệu carbon ạ. Thì em nói chứ cây những cây cần tay của bên Nhật nó rất là đắt tiền anh em. Những cây cần tay bên Nhật nó giá nó rất là cao vì người ta hay câu bằng cần tay ấy. Cây cần tay nhìn nó không có gì nhưng mà rất là đắt anh em ạ. Thì cây này còn nguyên hộp này, ở còn cái hộp của nó đi theo này. Cây này mã số 6 có giá là 850.000 nhé, 850.000 một cây cần giả trúc rất là đẹp. Tiếp đến là một cây cần ISO này, ISO của Ryobi này, ISO của Ryobi. Thì cây này có chiều dài là 4m nha anh em, trọng lượng là 250g, đường kính gốc là 24, đường kính ngọn là 1,5 ly nhé. Khoen là khoen Fuji này, khoen Fuji, khoen đầu bu người ta thay bằng khoen sứ trắng cũng của Fuji luôn nhé, bát máy Fuji này, cần này của Ryobi nhé. Ơi các lóng khá là đẹp nha. Rồi cây này mã số 7 có giá là 300.000 nhá, mã số 7 300.000. Mã số 8 này là một cái cần ISO của Daiwa này, độ cứng 3, dài 4m6, bát máy đời cao này nha, khoen là khoen Fuji nhé, khoen Fuji. Cây này thì cây này nó xước khá là nhiều anh em ạ, xước các lóng khá là nhiều. Cây này là phôi xoắn X nhé, phôi hai da xoắn X này, các lóng nó xước hơi nhiều này, do người ta sử dụng lâu ngày ấy, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến phôi anh em. Đây, xoắn X này, đấy xoắn X, à trên ngọn này nó xoắn lò xo anh em, trên ngọn nó xoắn lò xo, đọt này, đọt xoắn gân lò xo này. Khoen là khoen của Fuji nhé, trọng lượng là 230g, đường kính gốc là 22.5, đường kính ngọn là 1,5 ly anh em, đường kính ngọn ở đâu 1,8 ly, đường kính ngọn là 1,8 ly. Đọt số 3, dài 4m6, cần của Daiwa Cross Carbon này, xoắn X này. Cái cây này hơi cũ ấy, cây này bán cho anh em với giá 800.000 nhé, 800.000. Cây cần ISO 3, 4m6. Mã số 8 nhé, mã số 9 này. Mã số 9 là một cái cần của hãng Urban Fishing Zone này, Trium, dài 4m rưỡi. Cây này cây ISO nhé anh em, khoen bát máy Fuji này, khoen là khoen Fuji này, màu xanh khá là đẹp này. Cây ISO nhé, cho anh em câu ISO trở máy, câu cá giết cá chép, khoen này lâu ngày là tuốt ra nhé, dán lại là được anh em. Okay. Thì cây này có trọng lượng 265g, đường kính ngọn là 1,8 ly, đường kính gốc là 24. Cây này có giá là 350.000 nha anh em, 350.000. Mã số 9 350.000. Mã số 10 này, mã số 10 là một cái cần cần tay rồi, cần tay anh em ạ, cần tay của hãng Suzumi,
cùng tay của hãng Suzumi nhé. Thì cây này có chiều dài là 3m6 anh em ạ. 3m6, độ cứng khoảng 3H nhé. Độ cứng khoảng 3H này. Dài 3m6. Suzumi này. Độ cứng 3H, dài 36. Cây này có trọng lượng 90g nha anh em, rất là nhẹ này. 90g này. Đường kính gốc là 20. Đường kính ngọn là 1 ly. Đường kính gốc 20, đường kính ngọn 1 ly, độ cứng khoảng 3H, chai 36, cân của hãng Suzumi nhé. Cây này có giá là 750.000 nha anh em. 750.000. Mã số 10. Mã số 11 này. Mã số 11 cây này cũng không rõ thông số. Cân đây anh em. Mở cái thông số thôi. Giả trúc nhé. Vân giả trúc đỏ vàng đen này. Trọng lượng cân là 215g. 215 cân này chút một ship thôi. Đường kính gốc là 25. Đường kính ngọn là 0,8 ly. Cây này độ cứng khoảng 2H nha anh em. Cho anh em câu cá giết cá chép này, câu rô phi này. Thì cây này không rõ độ dài xem nào. Cây này dài khoảng 4m anh em ạ. 4m, 4m rưỡi rồi đấy. Chưa đo cụ thể, anh em nào quan tâm thì inbox cho em nhé, em đo cụ thể cho. Cái này mã số 11 này, mã số 11 có giá là 200.000 nhé. 200.000 mã số 11. Mã số 12 này. Mã số 12 cây này cũng không rõ thông số luôn. Cây này độ dài khoảng 3m6 nha anh em. Cũng là cần giả trúc nhé, đỏ đen nhé. Giả trúc đỏ đen này. Cây này cho anh em câu dài khoảng 3m6, độ cứng khoảng 2,5H, trọng lượng là 118g, đường kính gốc là 16. Đường kính gốc là 16 nhé. Đường kính ngọn là 1 ly này. Độ cứng khoảng 2,5H. Cho anh em câu cá giết cá chép với cá rô phi nhé. Thì cái này có mã số 12 có giá là 180.000 nhé. 180.000 chiều phí ship này nha. Mã số 12. Mã số 13 là một cái cân của Daiwa này, Daiwa Carbon Wicker này, xoắn X này nha. Dài 3m3 nhá. Dài 3m3 cho anh em câu tay gần bờ này. Cây này xoắn X nhìn phôi nó khá là cứng nha em ạ, cứng khoảng 3H nhá. Thẳng từng luôn nhá. Cho anh em. Cây này phải 4H đấy. 4H nha anh em. Cho anh em câu gần bờ này. 4H nhá. Dài 3m3, đọt trúng, đọt xoay 360 độ nhé. Đọt là đọt 1 ly 2. Gốc là 21 nhé. Dài 3m3 này, của hãng Daiwa Carbon Wicker này. Xoắn X nhé, vân xoắn X này. Các lóng cũng khá là đẹp vậy nhờ. Ấy, Carbon xoắn X nhé. Thì cây này mã số 13 có giá là 850.000. 850.000 một cái cân tay của Daiwa xoắn X. Lên một cây ISO tiếp này. Mã số 14 nhá. Đọt số 3 dài 4m rưỡi này. Bát là bát máy của hãng này. Cân này nha. Cân khá là đẹp nữa.
cây này về anh em xả tay ra chơi ok này. Câu cần tay xả ISO ra nó sẽ cứng hơn nhé. Xả ra thì độ cứng khoảng 4-5 H nha anh em, khoảng 4 H. Cho anh em câu cần tay nếu muốn chơi bạo lực hơn so với cần 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 tay của cần tay Nhật thì nó thường là nó sẽ độ cứng nó không cao lắm, độ cứng nó tầm 3 H thôi, 2 H, 3 H là nhiều. Đây, đo khá cứng nha anh em. Cho anh em về xả cần tay này. Cây này là của Pro Marine nhé. Pro Marine này. Sabiki 3 dài, độ cứng 3 dài 4 mét rưỡi. Trọng lượng là 220 gram. Đường kính gốc là 22. Đường kính ngọn là 1 ly rưỡi. Cây này có giá là 500 nghìn nhé. 500 nghìn này, 500 nghìn. 500 nghìn mã số 14. Mã số 15 là một cây cần của hãng Nissin nội địa này. Nissin Carboron nha anh em, dài 4 mét rưỡi này. Tem đây, cần khá đẹp nhá. Cần rất đẹp nhá. Cần dài 4 mét rưỡi. Cây này độ cứng khoảng khoảng 2,5 H nha anh em. Cho anh em câu rô giết, câu cá rô phi. Trọng lượng là 118 gram. Đường kính tay cầm là 20. Đường kính tay cầm là 20. Đường kính ngọn là 0,8 nha anh em. Độ cứng khoảng 2,5 H này. Cho anh em câu cá nhỏ, cá chép, cá giếc rồi cá rô phi ấy. Cây carbon, Nissin carbon này. Thì cây này mã số 15. Mã số 15 có giá là 850 nghìn nhá. Mã 16 này. Mã 16 là một cây cần dạng Hechi nhá, dạng Ikada nhá anh em. Ikada người ta làm bằng trúc này, làm bằng cái gốc người ta làm bằng trúc này, trúc nhất nhá, nghệ nhân họ làm rất là đẹp anh em ạ. Đây, đây là cái gì đây? Cái này là bẩn anh em, không phải xước đâu nhá, bẩn nhá. Đây, cho anh em câu Ikada này, cần hai khúc nhá, hai khúc này. Ngọn này anh em, ngọn này. Đấy, anh em thấy ngọn này câu Ikada hoặc là câu cá nâu có gì này. Đấy, ngọn đấy. Ngọn này nha anh em, ngọn dẻo này. Ngọn dẻo cho anh em câu Ikada này. Hoặc là câu fly cũng được nhá. Fly thì sợ hơi dẻo. Câu Ikada nhá. Thì cây này à, cây này có độ dài là 2,7 m đấy anh em, dài 2,7 m này, hai khúc. Anh em nào mua về sưu tầm cũng ok nhé. Sưu tầm thì cây này rất là đẹp nhé, nghệ nhân họ làm này, nghệ nhân làm thủ công bằng tay này, cần thủ công bên Nhật nó rất là đắt tiền anh em ạ. Cây này họ làm toàn bộ và làm thủ công hết nhé, không có máy móc nó làm những cây cần này đâu. Thì cây này mã số 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Mã số 16 có giá là 450 nghìn. Cho anh em mua về câu Ikada hoặc là câu cá nâu cá gì hoặc là sưu tầm. Chân cho đẹp, cần làm bằng thủ công. Thì em vừa giới thiệu qua cho anh em một số cái cần ở Nhật về nhé. Thì anh em thích cây nào có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc Zalo 0975456854 nhé. Bên em sẽ ship hàng toàn quốc và anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Kiểm tra trước khi thanh toán nha anh em. Xin phép, em xin phép kết thúc video tại đây nhé. Chào anh em và chúc anh em sức khỏe.